trân trọng giới thiệu các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân trên địa bàn huyện, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Xin đồng nhiệt chào động viên của năm đội tuyển đua thuyền đến từ các địa phương huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, huyện Sơn Trường, tỉnh Nam Định và đội tuyển chủ nhà huyện Cát Hải, thành. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Gia Khánh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng, phát biểu phát động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Lê Tiến Châu, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, bí thư tỉnh ủy Hải Phòng, nhân dạy của bác thể hiện ý chí tiếp thêm động lực cho toàn thể đảng, toàn dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ra vùng biển Cát Bà. Sự có mặt của các quý vị lãnh đạo, các đồng chí đại diện các bộ ban ngành trung ương và toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu đã thể hiện sự quan tâm tham dự lễ hội ngày hôm nay. Đây là sự động viên khích lệ to lớn thể hiện sự quan tâm tới ngành thủy sản và ngư dân thành phố Hải Phòng. Xin kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chính sách về phát triển kinh tế thủy sản nói chung như nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển